Đỗ Như có hỏi rằng là hai bạn chia sẻ về phòng bệnh ở trên phòng bệnh hen trên vật nuôi đi. Vâng ạ, thì các bác ơi, các bác nếu mà khi mà nhà mình mà nuôi đàn gà ấy thì cái bệnh ho hen khẹt là một cái bệnh mà xảy ra vô cùng phổ biến đúng không? Vâng, vô cùng phổ biến và xảy ra ở hầu hết tất cả các cái đàn vật nuôi ở mọi lứa tuổi. Ví dụ như thể là đối với cả cái bệnh này ấy, thì ví dụ như thể ở nước ta ấy, thì là không hề phân biệt gì vùng miền hay là miền Bắc miền Nam gì hay là thời tiết khí hậu như nào, mà hầu hết là các bác chăn nuôi thì cái bệnh ho hen khẹt ở gà là một cái bệnh mà xảy ra rất là phổ biến luôn ạ. Và cái khi mà đàn gà nhà mình mà mắc cái bệnh ho hen khẹt ấy thì có thể là do rất là nhiều nguyên nhân gây ra, ví dụ như là bệnh CRD, đôi khi là CCRD đúng chị Huế. Vâng ạ. Và cái bệnh này ấy là căn bệnh xảy ra là do virus gây ra. Virus có thể là tồn tại trong máng ăn, máng uống hoặc là tồn tại trong chuồng vật nuôi nhà mình. Bởi vì đôi khi mà cái đàn gà cũ nhà mình mà mắc cái bệnh này rồi ấy, thì là cái bệnh này thì cái đàn gà mới khi mà chúng ta chưa thể là vệ sinh chuồng trại sạch sẽ thì là rất là có thể là lây lan cái bệnh này đối với cái đàn gà tiếp theo. Và cái đường lây truyền của bệnh này thì rất là đơn giản thôi ạ, sẽ lây rất là nhanh qua không khí. Bên cạnh đó thì là truyền từ gà yếu sang gà khỏe cùng chung một đàn thì rất là nhanh luôn đấy ạ. Và như em đã nói thì truyền qua cái dụng cụ chăn nuôi hay là thức ăn nước uống cũng là một cái nguồn lây bệnh, cũng là một cái nguồn lây nhiễm. Và khi mà gà vừa khỏi bệnh rồi ấy thì đôi khi là con gà nhà mình vẫn đang tuy là khỏe không ho hen nữa đúng không chị ấy, nhưng mà con gà nhà mình thì vẫn có một cái hiện tượng đấy là đôi khi sẽ là gà khỏe mang trùng đấy, cho nên là rất là dễ gây ra nhiễm trùng kế phát. Và đôi khi mà bệnh mà trở lại thì sẽ trở lại một cách nặng nề hơn đấy ạ. Và khi mà chúng ta nuôi gà ấy mà chúng ta phát hiện ra là trên gà là gà nhà mình mà có một cái số cái triệu chứng như là ngay cả khi mà đàn gà nhà mình được tầm từ 4 đến 8 tuần tuổi thôi thì thông thường là đã có thể kết hợp bệnh như là E. coli, CRD, CCRD với các cái triệu chứng như là giảm ăn, chảy nước mũi, đúng không ạ? Giảm ăn, chảy nước mũi, giật thở, khò khè, viêm kết mạc mắt hay là chảy nước mắt, sưng mặt, gà ủ rũ, kém ăn, chậm lớn ạ. Đấy ạ, đấy là những cái biểu hiện mà vô cùng là đặc trưng cũng như là vô cùng là dễ dàng có thể nhận thấy luôn bạn Huế. Vâng, và bên cạnh đó thì khi mà đối với cái gà trưởng thành ấy thì đàn gà nhà mình có thể là phát ra những cái stress như là thay đổi do thời tiết đột ngột này, hay là do là tiêm phòng này, hay là do là chuyển chuồng, hay là do cắt mỏ. Và các cái triệu chứng thì vẫn như là cái đàn gà giai đoạn từ 4 đến 8 tuần tuổi đấy là ho hen, chảy nước mũi, thở khò khè, ăn ít, gà ốm và trở nên là đối với cái gà thịt gà đẻ trứng thì cái sản lượng trứng là giảm đi rõ rệt luôn ạ. Và gà con thì rất là yếu và tỷ lệ ấp nở kém. Và đôi khi thì gà con nhà mình ấy là nó cứ ho hen khò khè suốt ngày suốt đêm luôn đấy ạ. Và tiếp theo thì xin mời chị Huế có thể là chia sẻ cho các bác cái cách phòng bệnh cũng như là cái cách trị bệnh này được không ạ? À vâng ạ, như các tất cả các bác và anh chị có thể là nhìn thấy khi mà đàn gà nhà mình mà bị ho hen thì đây cũng là một trong những cái vấn đề mà đang rất là nhức nhối, đang rất là đau đầu của cô bác và anh chị. Và hầu như chúng ta chăn nuôi 10 đàn thì có đến 9 đàn bị cái tình trạng là bị hen khẹt, đúng không ạ? Bị hen khẹt rồi thì cái hen khẹt này nó gồm có các cái triệu chứng, ví dụ như là nó sẽ giảm ăn này, chảy nước mũi, rồi là viêm xoang mũi, thở khò khè, rồi là viêm kết mạc mắt, vân vân và vân vân, đúng không ạ? Thì quan trọng nhất thì chúng ta cần phải phòng, tại vì chỉ ở cách phòng thôi thì chúng ta mới có thể đem lại được cái hiệu quả tốt nhất được. Và quan trọng thì chúng ta cần phải vệ sinh chuồng trại, vệ sinh máy ấp, rồi là bằng những các cái thuốc sát trùng. Thì hiện tại trên thị trường có rất là nhiều những dòng sản phẩm sát trùng, ví dụ như là Iodine chẳng hạn này, có rất là nhiều những công ty. Nhưng mà đặc biệt hơn thì bên công ty em có ra cái dòng sản phẩm, đó là cái dòng sản phẩm nano sát trùng của bên công ty thuốc thú y Bob. Đây ạ, đây chính là cái dòng sản phẩm nano sát trùng. Thì anh chị đã biết là cái dòng sản phẩm nano bạc sát trùng 1050 ppm này thì nó không những là nó sẽ là diệt được những con vi khuẩn, virus chúng ta có thể là phun ở trên nền chuồng này, phun ở trên máng ăn này, còn chúng ta còn có thể là phun trực tiếp trên đàn nhà mình nữa, nó vô cùng là tuyệt vời và vô cùng là hiệu quả rồi, đúng không ạ? Và sau đó thì anh chị có thể là sử dụng. Bên cạnh đó thì đó chính là một trong những cách mà chúng ta phòng bệnh,
Nhưng mà sau đó chúng ta cần phải sử dụng cho em Huế một số những cái dòng sản phẩm kháng sinh. Ví dụ như là anh chị có thể là sử dụng cho em bằng cái dòng sản phẩm là cái Ticosin S250 kết hợp cho em cái dòng sản phẩm đó là cái Apflu. Thì trong cái dòng sản phẩm Apflu này thì nó thành phần của nó chính là Apramycin. Apramycin khi mà chúng ta kết hợp thêm cả cho em cái dòng sản phẩm đó là cái Timicin. Timicin nó là dòng sản phẩm kháng sinh đại thực bào của bên công ty em. Thì hai cái dòng sản phẩm đó khi mà chúng ta kết hợp lại thì nó vô cùng là tuyệt vời, vô cùng hiệu quả. Và cái phương thức này em đã sử dụng cho hàng nghìn trang trại và đạt hiệu quả vô cùng là tuyệt vời rồi. Nên là nếu như mà trong trường hợp là đàn gà nhà mình mà bị hen kẹt, bị giảm ăn rồi là chảy nước mắt nước mũi thì anh chị có thể là liên hệ trực tiếp tới em Huế, hoặc là có thể là em Linh, hoặc là có thể là liên hệ trực tiếp tới fanpage của công ty thuốc thú Big Box để được tư vấn và hỗ trợ được kỹ hơn nhá. Thì như em đã chia sẻ tất cả cô bác và anh chị là chúng ta cần phải là sát trùng chuồng trại một cách thật là tốt nhất và hiệu quả nhất. Thì anh chị có thể là sử dụng cho em cái dòng sản phẩm nano bạc sát trùng này. Thì cái dòng sản phẩm nano sát trùng này thì thành phần của nó chính là silver nitrate, nó vô cùng là tuyệt vời và vô cùng là hiệu quả. Nó sẽ diệt được những con virus vi khuẩn vô cùng là tuyệt vời. Và anh chị có thể là sử dụng cho em bằng những cái dòng sản phẩm ví dụ như là Apramycin này kết hợp với cho em cái Timicin này. Hai cái dòng sản phẩm thì chúng ta có thể là cộng lại, kết hợp lại và cho uống cho em liên tục làm 3 ngày, mỗi ngày một lần. Và nếu như mà trong trường hợp bị hen kẹt ở trên gà thì nó do rất là nhiều những nguyên nhân, thì chúng ta cần phải là tư vấn kỹ cho em, xem xét kỹ cho em là nó hen theo cái trường hợp nào, theo nguyên nhân nào, và nó có bị chảy nước mắt không, nó có chảy nước mũi không. Và nếu mà chảy nước mắt, nước mũi thì nó có hôi khắm không hay là nó chỉ là dịch nhầy nhầy thôi. Thì thật ra là câu hỏi của bạn Đỗ Như là một trong những cái câu hỏi mà đang có rất là nhiều những cô bác và anh chị muốn hỏi. Nhưng mà nếu như mà bạn Đỗ Như muốn tư vấn và muốn hỗ trợ thì có thể là liên hệ trực tiếp tới fanpage của công ty thuốc thú y Big Box, hoặc là có thể là liên hệ trực tiếp tới em Huế và em Linh để hai em có thể là tư vấn kỹ hơn cho bạn Đỗ Như nhá. Và một lần nữa thì cảm ơn bạn Đỗ Như rất rất là nhiều đã dành một chút ít thời gian lên đây để đặt câu hỏi cho em Huế cũng như là em Linh ạ.